tươi tốt như hoa từ vườn mang ra. Tâm tôi dũng trồng trên đất phù sa mường mà bình lên nắng tươi rực hồng, nào ai mua cái không xa gần thôn ấp Lạng Sơn mua giùm cái tôi. Hiểu cho tôi hoàn cảnh của tôi là một tên học trò nghèo bán cày. Vì thương mẹ sớm hôm nuôi con khôn lớn và chỉ mong sao cho tôi sớm được nên người. Bốn phần làm con sớ và có em đây chăm sóc mẹ
chỉ thương cho em nhọc nhằn lo cho mẹ, với tâm thân gầy chăm sóc cho mẫu thân. Chẳng nói làm gì chú nghĩa ông nghe, em chỉ xem thương đó là bộ em đã hy sinh cho anh tròn quyền, chẳng bác lại ngày xưa nay hôn nhân nghề. Chiến tình mai đúng từ đây, ông tớ sẽ môi chỉ ngọc thành đôi bên lòng.